Không cần phải tốn đến hàng chục triệu đồng để xây dựng được bản vẽ thiết kế cho ngôi nhà của bạn. Chọn ngay mẫu nhà ưng ý có sẵn từ nhà đẹp 30 giây.com, kho thư viện mẫu nhà lớn nhất Việt Nam. Hơn 5.000 mẫu nhà đẹp đang chờ bạn. Truy cập ngay nhà đẹp 30 giây.com. Shark Tank Việt Nam, thương vụ bạc tỷ mùa thứ hai. Đặng Hồng Anh trở thành doanh nhân như thế nào? Từ khi còn nhỏ, Đặng Hồng Anh đã theo cha đi bán thuốc đông y chữa xương khớp, nội khoa. Bước vào giảng đường năm 18 tuổi, cậu mở quán bánh canh cá tới trường đại học với 5 triệu đồng làm vốn. Đặng Hồng Anh vừa là ông chủ, vừa là nhân viên bưng bê tạp vụ. Một năm sau, Đặng Hồng Anh bỏ quán bánh canh cá chuyển sang kinh doanh cây cảnh. Ngày thường, anh buôn bán các loại cây cảnh, nhưng đến Tết lại chuyển sang mua bán mai, đào, quất như một ông chủ nhà vườn thực thụ. 6 năm sau, khi 24 tuổi, Đặng Hồng Anh chuyển sang làm bất động sản và trở thành tổng giám đốc công ty địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal, sau này là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Năm 2010, nhân dịp lọt vào top 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, Đặng Hồng Anh chia sẻ thành công của mình có được là nhờ kế thừa và phát huy được truyền thống văn hóa của gia đình. Anh nói, hình ảnh của cha là Đặng Văn Thành luôn đứng vị trí số 1 và ông chính là người gây dựng nền nếp gia đình này. Là người bạn lớn, là người thầy, là một ông bố biết hy sinh cho gia đình và con cái. Còn mẹ của Đặng Hồng Anh là bà Huỳnh Bích Ngọc là người tỉ mỉ, chu toàn với gia đình. Người bạn đời trong con mắt của cựu phó chủ tịch Sacombank Đặng Hồng Anh là người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Cũng như cha, Hồng Anh cho biết sau những bộn bề của công việc, niềm hạnh phúc là mỗi khi về đến nhà được nghe tiếng cười đùa của con nhỏ và sự ân cần chăm sóc từ người vợ thân yêu biết lắng nghe, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Ngoài kinh doanh, Đặng Hồng Anh còn là một vận động viên thể thao và có một thời gian dài ở trong đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp của quốc gia, từng vô địch quốc gia các cây vợt xuất sắc ở bộ môn tennis năm 1998. Hồng Anh nhận xét việc là vận động viên cũng giúp cho anh khá nhiều thuận lợi khi chuyển sang kinh doanh vì những điểm tương đồng như sự khổ công, ý chí, bản lĩnh và thủ thuật chiến đấu. Sau này khi là doanh nhân, Đặng Hồng Anh thường xuyên xuất hiện trong các giải golf và cho rằng đây là môn thể thao nâng cao trí lực. Rời khỏi thể thao, Hồng Anh bày tỏ, anh cảm thấy hụt hẫng trong một thời gian khá dài. Một trong số những lý do khiến cho Hồng Anh rời bỏ đấu trường chuyên nghiệp là việc ứng xử của ban tổ chức khi anh được chọn tham dự SEA Games 20 nhưng bị gạt ra để nhường cho người khác và đưa đi dự giải khác khó khăn hơn nhưng quy mô và hình thức thì đều kém hơn. Gia đình tôi không can thiệp vào chuyện này nhưng tôi biết việc gợi ý kinh doanh là cách làm cho tôi vơi đi bức xúc của tuổi trẻ và hướng mình đến việc tạo lập cuộc sống căn cơ hơn. Hồng Anh nói về lần quyết định từ bỏ bộ môn tennis của mình dù rất đam mê. Năm 2010, Đặng Hồng Anh là doanh nhân Việt Nam trẻ được nhận các giải thưởng uy tín như 2 lần là doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố, 4 năm liền là doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu, doanh nhân Việt Nam tiêu biểu. Từ Lan Anh, news.zing.vn theo InfoNet, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc đáo TV. Liên hệ ngay dinhstudio@gmail.com, số điện thoại 0964 002 593.